Huấn luyện viên Thái Lan sát muối vào nỗi đau của U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Isara Switaro đánh giá Indonesia không chỉ mạnh mà có nhiều lợi thế khi đối đầu với U22 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 32. Indonesia là một tập thể mạnh. Tôi không bất ngờ khi họ thắng U22 Việt Nam. Rõ ràng chúng tôi phải phân tích kỹ về đối thủ này trước trận chung kết. Huấn luyện viên Isara Switaro nói. Ngoài việc đánh giá cao sức mạnh của Indonesia, thuyền trưởng U22 Thái Lan cũng cho rằng đội bóng xứ vạn đảo có nhiều lợi thế trước trận bán kết, họ được nghỉ nhiều hơn U22 Việt Nam một ngày. Đó rõ ràng là lợi thế lớn bởi SEA Games diễn ra với lịch thi đấu dày đặc dưới thời tiết nắng nóng. Thực tế cho thấy U22 Indonesia có sự chuẩn bị rất kỹ cho kỳ SEA Games lần này. Đây chính là lứa cầu thủ tham dự AFF Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Phần lớn các cầu thủ trên cũng nằm trong kế hoạch tham vòng chung kết U20 Thế giới 2023. Nhưng đến phút chót FIFA tước quyền đăng cai của Indonesia. Sau trận thua ở bán kết, U22 Việt Nam vẫn còn mục tiêu là tranh huy chương đồng SEA Games 32 với Myanmar. Vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 5, huấn luyện viên Philip Trucci yêu cầu toàn đội quên nỗi buồn để có sự chuẩn bị tốt nhất, quyết giành tấm huy chương danh dự trước khi chia tay giải đấu. Trong khi đó, trận chung kết giữa U22 Thái Lan vs U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19:30.